Trưa 5:30, ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi bốc cháy dữ dội tại hai căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm 232 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện cháy, nhiều người dân địa phương hô hoán, dùng nước dập lửa nhưng bất thành do ngạt khói. Chỉ trong tích tắc, lửa bao trùm toàn bộ hai căn nhà kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa sau gần 1 giờ. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng làm toàn bộ đồ đạc, tài sản bên trong hai căn nhà bị cháy, tường bị đổ sập. Người phụ nữ khóc ngất khi chứng kiến hai căn nhà của mình bị cháy, đổ sập nhận hung tin, chủ nhà chạy đến hiện trường gào khóc và ngất xỉu khi chứng kiến hai căn nhà của bà đã cháy, đổ sập. Người dân địa phương cho biết, hai căn nhà trên do người phụ nữ trên làm chủ. Trong đó, một căn được bà cho thuê trọ, căn còn lại bà cho